Một ngày làm việc có nhiều những quy trình bạn cần tuân thủ. Nếu nơi làm việc của bạn có sử dụng các loại thuốc trừ sâu, bạn cần áp dụng các biện pháp vệ sinh phù hợp vào công việc hàng ngày của mình để bảo vệ chính mình. Phải luôn rửa sạch tay trước khi ăn uống hoặc đi vệ sinh. Sau khi làm việc, cởi bỏ và giặt sạch quần áo lao động và tắm dưới vòi hoa sen. Luôn đảm bảo an toàn, tuân thủ những hướng dẫn vệ sinh phù hợp này tại nơi làm việc và bảo vệ bản thân khỏi các loại thuốc trừ sâu.